Vâng, xin chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em Hải sẽ lên một clip để giới thiệu đến các mẫu quản lý nguồn điện tại Hiếu Minh Audio. Và thưa các bác, thưa anh em, mọi năm thì tháng 6 sẽ là tháng mà các nhà hãng sẽ đưa ra những chương trình sale ưu đãi rất là hấp dẫn. Nhưng mà năm nay có lẽ là do tình hình là đóng cửa biên khá là lâu, cho nên là các sản phẩm âm thanh khá là khan hàng, cho nên là đến nay là cũng là nửa tháng 6 rồi. Giữa tháng 6 rồi mà chưa thấy nhà hãng nào đưa ra chương trình sale ưu đãi hấp dẫn cả. Thì không sao cả, hôm nay thì em Hải sẽ đưa ra một chương trình giảm giá đối với các mẫu quản lý nguồn tại Hiếu Minh Audio, là một clip để sale tới các bác khách hàng yêu âm thanh. Thì ngày hôm nay hiện tại Hiếu Minh Audio đang còn 5 mẫu quản lý nguồn của các hãng như là D-Beltic, MB Audio và Adli. Thì em giới thiệu đến các bác cũng như là báo giá các mẫu sản phẩm này và giảm giá trên mẫu 5 mẫu sản phẩm quản lý nguồn này. Thì hôm nay em sẽ làm một chương trình sale từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 6, giảm giá 200.000 trên các mẫu quản lý nguồn đang còn hàng tại Hiếu Minh Audio. Và trong clip này, từ ngày 16 tháng 6 cho tới 20 tháng 6 nhé, giảm 200.000 trên mỗi chiếc quản lý nguồn điện đang còn hàng, và cũng như là cái 5 mẫu quản lý nguồn điện trong clip ngày hôm nay. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu về các tính năng mẫu quản lý nguồn. Ngoài những là tính năng như là bảo vệ các thiết bị bộ dàn này bằng các dơ le tự ngắt khi chập cháy, thứ hai là những tính năng tắt bật từng cọc sẽ không còn tiếng nổ ở trên bộ dàn, tiện lợi hơn cho người sử dụng. Và thứ ba sẽ tích hợp các lọc nguồn điện cũng như là các cuộn cảm để làm sạch tín hiệu điện, làm sạch tín hiệu điện ra, giảm thiểu ù xì ở trên bộ dàn. Và bây giờ thì em sẽ báo giá chi tiết từng mẫu sản phẩm quản lý nguồn thưa các bác. Đầu tiên là một chiếc quản lý nguồn rất là đặt, rất là đẹp, đó chính là chiếc quản lý nguồn DB-SP10 Pro, chiếc quản lý nguồn số của hãng DB-SP10 Pro. Có một màn hình cảm ứng hiển thị đây, tắt bật từng cổng này. Đó, có thể không? Rất là hay và tiện lợi. Và chiếc quản lý nguồn SP10 Pro này có nguồn điện chạy là nguồn điện đầu ra là AutoVolt từ 100 cho tới 240V. Hoàn toàn sử dụng bằng số ấy, các bác thấy không? Rất là đẹp. Tích hợp cho mình một lọc nguồn của Mexico và những cuộn cảm để làm sạch tín hiệu điện, làm giảm thiểu ù xì trên bộ dàn. Một chiếc quản lý nguồn cao cấp, tích hợp những tính năng cao cấp nhất hiện nay, quản lý nguồn số DB-SP10 Pro có giá đang bán tại cửa hàng là 3.600.000, và ngày hôm nay sẽ được giảm giá còn là 3.400.000, giảm 200.000 thôi nhé. Và tiếp theo là một mẫu quản lý nguồn cao cấp của D-Beltic có model là SP10 Plus. Đây cũng là một quản lý nguồn số, tắt bật bằng tay này, cảm ứng này. Đấy, hoặc là sử dụng bằng bút. Hiển thị thông số nguồn điện vào, hiển thị ngày giờ. Tích hợp cho mình là một lọc nguồn của Mexico, AutoVolt, nguồn điện từ 100 cho tới 240V, và một cổng cắm USB, là cắm này là cắm sạc điện thoại. D-Beltic SP10 Plus đang có giá là 2.600.000, và ngày hôm nay sẽ được giảm giá 200.000 còn 2.400.000. Và hai sản phẩm của D-Beltic này, hai chiếc quản lý nguồn số của DB này thì sẽ được bảo hành 2 năm, đổi mới trong 3 tháng đối với nhà hãng. Tiếp theo là một mẫu quản lý nguồn cơ, hai mẫu quản lý nguồn cơ của MB Audio. Model là S900 Pro. Và chiếc quản lý nguồn cơ S900 Pro của MB Audio này thì nhà Hiếu Minh Audio đã bán rất là nhiều rồi, bán rất là nhiều năm nay rồi, bán rất nhiều chiếc tới tay các khách hàng tiêu dùng. Và cái mẫu quản lý nguồn này thì rất là bền, và có tích hợp là cho mình là một lọc nguồn của Mexico và 8 cuộn cảm để giảm thiểu ù xì trên bộ dàn. Mẫu quản lý nguồn SP-MB S900 Pro này thì đang có giá là 2 triệu tại cửa hàng,
và ngày hôm nay sẽ được giảm giá còn 1.800.000 trong 4 ngày từ ngày 16 cho tới là ngày 20. Và tiếp theo là một mẫu quản lý nguồn cơ nữa của MB Audio, mã thấp hơn, đó chính là mã MB-S600 Pro. Mẫu S600 Pro này thì không có lọc nguồn các bác nhá, không có lọc nguồn, có 8 cuộn cảm. Và mẫu này thì đang có giá là 1.600.000. Các bác mua trong clip trong ngày hôm nay, từ ngày 16 đến ngày 20, mua trong dịp sale khuyến mãi này thì còn giá là 1.400.000. 8 cổng phía trước và 2 cổng 8 cổng phía sau và 2 cổng phía trước, tắt bật rất tiện lợi. Và một mẫu quản lý nguồn nữa, đó chính là quản lý nguồn Atli P102 Pro. Đây là một mẫu quản lý nguồn của nhà hãng Atli và tích hợp 8 cổng phía sau và 2 cổng phía trước. Mẫu quản lý nguồn này thì sẽ không có lọc nguồn của Mexico, không có lọc nguồn điện. Đơn giản thì sẽ sử dụng những tính năng thực tế như là bảo vệ các thiết bị bằng những dơ le tự ngắt và chạy nguồn điện 220 và tắt bật từng cổng này sẽ không còn tiếng nổ trên bộ dàn này. Khi các bác đấu đúng là sẽ không còn tiếng nổ nhá. Và mẫu quản lý nguồn Atli P102 Pro này, 102 này thì có giá là 1.500.000 và sẽ sale giảm giá 200.000 còn 1.300.000. Em xin báo giá lại các bác nhá. Mẫu quản lý nguồn DB SP10 Pro sẽ được giảm giá từ 3.600.000 còn 3.400.000. Quản lý nguồn DB SP10 Plus sẽ được giảm giá từ 2.600.000 còn 2.400.000. Mẫu quản lý nguồn MB Audio S900 Pro sẽ được giảm giá từ 2.000.000 còn 1.800.000. Mẫu quản lý nguồn MB S600 Pro sẽ được giảm giá từ 1.600.000 còn 1.400.000. Và mẫu quản lý nguồn chính hãng Atli P102 giảm giá từ 1.500.000 còn 1.300.000. Các bác nhanh tay liên hệ qua Hồng Minh để được giá tốt nhất và cũng như là mua các sản phẩm trong dịp sale khuyến mãi được giảm giá, giá mềm hơn so với bình thường. Và các bác có thể liên hệ qua Hồng Minh với các số điện thoại hotline cơ sở 1, có số hotline là 0919182233 và 0869972 9, cơ sở 2 có số hotline là 0982352313. Và hiện tại thì Hồng Minh Audio đang có 2 cơ sở bán lẻ, ngoài miền Bắc có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong Sài Gòn có địa chỉ tại 48B Cự Xá Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22, cách bến xe An Sương khoảng 500-700m. Và Hiếu Minh Audio có giao hàng toàn quốc. Các bác nhanh tay liên hệ mua các sản phẩm quản lý nguồn để bảo vệ các thiết bị bộ dàn nhé. Và bây giờ em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.